Ông nè, ông ăn chút cháo đi cho nó khỏe, đừng có suy nghĩ quá mà cho nó phiền lòng. Tôi không có đói. Không đói thì cũng phải ăn một miếng lấy sức. Lấy sức đặng mà còn giận nữa chứ. Bà nói vậy là sao? Thì tối ngày ông cứ giận cứ buồn hoài. Chuyện tụi nhỏ thì cứ để tụi nhỏ nó tự lo đi. Tự lo sao được? Con Đào nó là con tôi mà. Không, nó có chuyện là tôi phải lo chứ. Mà cái chuyện này chung quy cũng tại bà hết. Sao tự nhiên đưa tôi vô cái chuyện này nữa? Chứ còn gì nữa. Bà không xúi, lúc đó bà không xúi, bà không nói tôi là để cho con Đào nó lấy thằng Hải đi. Thì bây giờ đâu có cớ sự này. Bây giờ lòi ra hết rồi đó, thấy không? Một thằng lưu manh, một thằng sở khanh như vậy. Tôi đâu có dè nó ra nông nổi vậy. Nhưng mà tôi nói ông nghe, đứa nào ở tuổi trẻ nó cũng có giai đoạn bồng bột hết. Ví dụ ngày xưa nó lỡ dại, nhưng mà bây giờ nó quen con Đào nó đàng hoàng rồi sao? Tới giờ này rồi mà bà mở miệng ra mà cũng binh nó được hả? Thôi, ông ăn miếng cháo đi. Bà ăn đi. Tôi ăn rồi. Cuộc đời tôi cắn trái ớt rồi, không cần húp tôi cháo nữa. Ăn ớt rồi bởi vậy nó mới nóng dữ vậy đó. Thôi ăn cháo cho nó hạ quả đi.